chào hả? Đằng sau những điệu nhảy, đây là cảnh tượng bắt đầu nha các bạn. Nhảy xong cái chỗ này gọi là nhũ đá nè. Nhũ đá nước nhiễu mòn á, nó tạo nên một kiệt tác rất là đẹp luôn. Cái này gọi là đẹp quá mình sửng sốt. Wow. Dạ con thấy kia giống rùa vậy. Là con nhìn kỹ là coi. À đúng rồi. Đúng rồi, giống con rùa nè. Cái này là cái đầu nè, hồi này cái mình. Rồi bây giờ mình sẽ xuống mình tắm nha. Trời ơi, lạnh quá. Anh chào xuống dưới tắm luôn á. Anh đang xuống tắm đó. Đây. Yeah. Nhiệt độ hiện tại. Ủa cái hòn đó là hòn gì cha? Đầu đầu để cha coi coi. Cái hòn này là nằm trong tờ tiền 200 ngàn đó, thấy không? Đây. Ủa mẹ, mình đi chuyến đi này là bao nhiêu tiền vậy mẹ? Thì hôm nay gia đình mình được Quân mời đi sự kiện marathon ở Hải Phòng. Yeah. Rồi hôm nay mình sẽ đi sân bay để bay ra Hải Phòng chạy marathon nha. Hôm nay là lần thứ 3 mình được đi máy bay đó. Đấy là ngày mình đi á, gần 1.700 cây vậy, không biết mình ngồi trên máy bay nổi không nữa. Con hài chứ mình ngồi chứ nhiêu mà con sợ dữ vậy. Trang với Vinh là nói là chạy marathon ở nhà không đã nên đòi bay máy bay ra Hải Phòng chạy marathon để giật giải nha. Bây giờ mình đi làm giấy tờ đi để bay không kịp giờ á. Nay năm sau năm đầu rồi. Rồi bây giờ mình vô mình gửi hành lý nha. Nói chung cũng rất là đông người. Thôi ơi mình hồi hộp á các bạn ơi. Ý là đi máy bay nhiều lần á nhưng mà mình vẫn hồi hộp. Mẹ cũng vậy đó, mẹ sợ cái cảm giác mà nó lên nó ra xong rồi nó xuống. Mình có vé rồi tụi con. Bây giờ mình vô phòng chờ hay là đi phá phá ở sân bay này? Đi vô phòng chờ. Phòng chờ. Rồi đi. Còn cả tiếng đồng hồ mới lên máy bay á. Bây giờ là tụi con có tờ gì vô vô luôn. Chứ ngồi một lát ngủ gục luôn quá. Đó, tụi con có mộng như vậy đi. Ok. Wow, một tràng pháo tay. Trò chơi hả? Đây có trò chơi gì nè. Khu vực này chơi tự do nè, nên Trang Vinh vào quyết định chơi gì đây? Tô hả? Trang tô màu hay vẽ gì? Vẽ gì chơi đại nha. Ừ, câu thời gian ra cho đúng giờ bay ha. Ở cái đó gì Vinh? Vô. Ừ, vô Vinh chơi được không? Wow, gì Trang chơi hay vậy ta? One hour later. Mình lên máy bay rồi các bạn ơi. Yeah. Cánh luôn à. Ông ngồi ngay cánh luôn hả? Ừ, nhưng mà nắng mình kiểu rồi. Ừ, tiện lợi quá ta. Ê, Vinh còn nhớ gì không? Gà với an toàn. Chị Trang với mẹ ở trên kia. Ok. Có đoạn nhẹ nè Vinh. Khoan no giờ rác làm sao Vinh? Đâu? À xé là à rồi sao nữa? Ờ, tiện lợi với ta. Trên máy bay có túi đựng rác luôn. Wow. Tiền Giang, Hải Phòng. Gần 1.700 cây số cuối cùng mình đã tới sân bay Cát Bi Hải Phòng rồi. Yeah. Mình bay là mấy tiếng giờ đố ai biết không? 2 tiếng. Không phải. 2 tiếng. 1 tiếng 35 phút. Được 2 tiếng hả? Ừ, máy bay quá trời bự luôn kìa. Thì mình ra tới Hải Phòng này mình cảm nhận là nhiệt độ giờ còn có 27 độ các bạn, rất là mát luôn. Dù giờ là đang là 11 giờ rưỡi trưa. Mà em nghe nói
lạnh á. Gì 11 độ như vậy đó. Ngày mai là ngày chạy ngoài ra tông, 11 độ là chạy quá mệt luôn á. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ lại lấy hành lý và đi vô nhận phòng khách sạn nha các bạn. Vinh biết hành lý mình chỗ nào không? Rồi lại lấy đi. Rồi đúng rồi đúng rồi. Đi. Rồi mình lấy hành lý xong giờ mình ra xe để mình về khách sạn nha. Bây giờ mình sẽ đi ăn trưa trước khi nhận ra khách sạn nha các bạn. Ok. Ủa, ở đây là dưới nước gì vậy mẹ? Ở đây là hồ sen ở Hải Phòng đó con. Hồ sen gì mà con lấy sen vậy mẹ? Chắc mình nghĩ sen ta chưa trồng quá cho nên. One hour later. Rồi gia đình mình sẽ nhận phòng 4-6 với 4-7 liền kề luôn. Rồi review phòng coi có gì không? Mình nhận phòng ở Hải Phòng luôn nha. Ở phòng này nói chung là 4 người ngủ nè. À vậy là một giường một người thôi hả? Thì cái vệ sinh này có cái bồn tắm đứng như lại một cái máy nóng lạnh ha. Ok. Nói chung phòng này cũng nhỏ thôi, giờ mình qua coi phòng kia coi có giống phòng này không. Rồi, phòng thứ hai nha. Phòng này cũng giống vậy hả? Nhưng mà cái giường nhỏ không? Cái giường này lạnh nhưng bự hơn nè. Không, cũng giống hả? Giống. Coi nhà tắm giống bên kia không? Ừ, cũng giống hà, phòng tắm đứng. Bây giờ cả nhà mình chuẩn bị ra công nhân quá cũng như Hải Phòng nha các bạn. Ok. Ủa, mình đâu phải làm gì nè. Hôm nay mình chỉ ra sân khấu biểu diễn thôi. Ngày mai mình chỉ chạy marathon chính thức đó rồi đó. Chào cậu. Bây giờ Trang với Vinh vào kịch bản lát nữa vô sân khấu lớn để diễn nha các bạn. Ngọn núi cao nhất ở Hải Phòng nằm cạnh bên bờ sông Lạch Tray, mang tên một loài động vật là núi nào? Chọn đáp. Đáp nhấn đáp nè. Núi voi, núi voi. Rồi, bãi biển du lịch nổi tiếng nhất là Hải Phòng tên gì? Bãi biển Đồ Sơn. Bây giờ thì mình ăn tối với khách sạn nha các bạn. Bây giờ cũng là 10 giờ tối rồi, giờ có ai qua bển ngủ với ba không? Không. Sao kỳ sợ ha. Vậy là giờ quyết định là hai người ngủ cái giường ha. Ok. Thôi bây giờ mình ngủ rồi ngày mai mình chạy marathon quyết định thắng giải ha. Dạ. Mà buổi tối này mấy đứa có cảm nhận gì không? Thôi là nguyên ngày hôm nay cũng là mệt lắm luôn. Bây giờ thì cả nhà mình chào tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Một ngày sau. Rồi, câu hỏi dành cho các bạn nhỏ tới từ cặp đôi Trang Minh. Yeah. Trong gia đình sư phạm, ai chạy trên nước nè? Cho bay lên. Chúc chị lần chắc chắn ạ. Chúc chúc. Yeah. Chúc chúc một cháu hai lớn, chúc mừng cho đáp án. Chúc chúc. Bây giờ là 12 giờ trưa thì hôm nay là ngày thứ hai Trang Vinh cũng đã hoàn thành xong cuộc thi chạy marathon ở Hải Phòng nha các bạn. Yeah. Thì hôm nay mình sẽ trả phòng và di chuyển qua bên Vịnh Hạ Long để tham quan, các bạn cùng theo dõi nha. Nhiệt độ ở Hải Phòng hiện tại của mình là 18 độ. Thì mình được biết là ở quê Tiền Giang mình thì với cái nóng gay gắt là khoảng 32-33 độ đó các bạn. Hôm bữa thì tụi con chạy ở trên sa mạc thì than nóng, lại chạy một mình buồn. Thì hôm nay tụi con cảm nhận được cái không khí lạnh ở Hải Phòng nè, vừa chạy chung với các bạn rất là vui luôn đúng không? Yeah. Rồi thôi bây giờ mình trả phòng mình di chuyển qua Hạ Long liền đi tụi con ơi. Dạ. Qua bản còn nó có lạnh như Hải Phòng này không? Không phải lạnh hơn đó nha. Ủa cầu này là cầu gì vậy mẹ? Cầu này là nghe chú nói là cầu Bạch Đằng Hải Phòng đó con. Wow. Mình đi qua khỏi cái cầu này là qua địa phận Quảng Ninh đó con. Wow, cảng kìa. Cầu Bạch Đằng được bắc qua sông Bạch Đằng, nó liền hai tỉnh thành Quảng Ninh và Hải Phòng. Mình cảm thấy rất tự hào và xúc động khi đi qua khúc sông Bạch Đằng này, vì nơi đây vang danh chiến thắng Bạch Đằng là khi Ngô Quyền đập tan quân Nam Hán năm 938. Giờ mình qua tới địa phận Quảng Ninh rồi đó mấy đứa. Phía trước của mình là núi không ạ? À? Hai bên đường. Đây là thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đây là những đầm nuôi tôm, nuôi hào, nuôi cá. Ồ, hai bên đường cao tốc có chỗ nuôi hào nè. Wow. Tại tại nuôi hào. Hải Phòng
nói chung là đoạn đường cũng rất là ngắn. Rồi. Đây mình coi bao nhiêu độ nè. Ở thành phố Hạ Long bây giờ là đang là 19 độ nha. Mà Hải Phòng thì 18 độ. Mà sao thấy cảm giác đại ngạnh hơn á. Wow, nhà cửa đây nói chung là chọc trời luôn nha, rất là sang trọng luôn. Rồi mình vô khách sạn nha. Khách sạn mình đây nè. Rồi mình vô thang máy đi lên phòng. Rồi Vinh tự kiếm đi, để tự Vinh lo nha. Giờ con như ba không biết gì hết, để tự Vinh lo. Bên đây có phòng không? Ồ, nhảy luôn hả? Wow, cái phòng này mình thấy hơi rộng nha. Mới vô là mình thấy có tủ đồ nè, tủ kiến. Nói chung là phòng này mình thấy rộng á. Wow, nhà tắm nó nhìn sang quá nè. 2 hours later. Lạnh lắm rồi ơi. Ở đây giờ em coi có bao nhiêu độ rồi? 16 độ anh ơi. Đâu? Nè. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều, 16 độ ở thành phố Hạ Long. Ủa nó lạnh. Nói chung là ở đây giống như còn lạnh hơn Đà Lạt nữa. Rồi bây giờ mình thuê xe điện mình chạy đi mua đồ ở Hạ Long nha. Mình sẽ ngồi đằng sau. Lạnh quá các bạn ơi. Trời ơi. Lạnh quá. Ở đây đỡ lạnh hơn ngồi đằng trước á. Thì mình đang đứng ở giữa lòng thành phố Hạ Long nha các bạn. Đâu nào? À mấy cái quần quần đó hả? Tàu lượn siêu tốc. Thì mình đang ở là công viên Sun World Hạ Long nha. Mà bây giờ là 5 giờ rồi, đóng cửa rồi nên mình chơi mấy trò chơi đó không được. Thôi mình đi dạo dạo cho biết ở thành phố Hạ Long như thế nào rồi mình đi vô phòng chứ lạnh quá rồi. Đây mình đang ở công viên Sun World Hạ Long nha. Mời đẹp. Và đối với Trang là Hạ Long dịch ra là gì? Con sao? Xuống lòng là anh rồng. Vậy là sao? Là anh rồng nó hẻ xuống lòng đất. Ừ. Đúng rồi. Rồi hay dữ ta. Sao con biết hay vậy? Tôi thấy chữ Hạ Long con biết á. Ừ. Coi như là con hiểu được chữ Hiến á. Ừ, mình nhìn kỹ lại đó là cái đầu con rồng nha. Cái này là cái dãy rồng nè, cái đuôi cái mình đó nè. Trời ơi, nhìn kỹ lại đó là con rồng đang uống lượng. Mình chưa bao giờ đến Đà Lạt nhưng mà đến Hạ Long này cảm giác rất là lạnh luôn các bạn ơi. Ở 16 độ, ở nhà mình thì 32 độ. Buổi chiều á, thành phố Hạ Long là dọc bên đường này bán đồ ăn hải sản quá nhiều luôn nè. Đây chỗ mình ở đây các bạn, từ chỗ mình ở mà đi ra biển là khoảng 900m. Thời điểm mà đông người á, là khoảng mùa hè, mùa thu á, là rất là đông người du lịch luôn. Tại lúc đó khí hậu ấm, tắm biển rất là đẹp. Thì mình đi dạo thành phố Hạ Long về đêm á, thì Trang Vinh với em có thấy cảm giác như thế nào nè? Em thấy ngoài đường tuy mặc dù nó vắng nhưng mà thấy những cái tòa nhà khách sạn đồ rất là đẹp luôn anh. Vì điều đặc biệt hồi nãy á, đi trên chiếc xe điện á, mình cảm giác rất là lạnh luôn các bạn, rung luôn á. Bởi vì mình kêu dừng lại mình đi bộ cho nó ra mồ hôi. Đúng rồi. Còn này thích nhất là không biết cái tàu lượn siêu tốc ở lúc mà mình gặp không biết là lượn sao nữa. Công viên Sun World ha, do là mình đi trễ nên công viên Sun World đóng cửa, mình không có chơi các trò chơi đó được. Thì ngày mai là mình sẽ đi tour ở Vịnh Hạ Long. Thì ở đó có gì cảnh đẹp như thế nào mình sẽ quay hết tất tần tật lại cho các bạn xem. Các bạn theo dõi nha. Ngày thứ hai. Ngày thứ hai ở Hạ Long này mình sẽ đi ăn buffet sáng nha. Hôm qua nó không lạnh dữ đâu. Anh biết hiện tại bây giờ nhiệt độ nhiêu phải không? Nhiều. 11 độ C. Mà lạnh gì con mới hít đó mẹ. Hồi đó giờ cũng chưa được cảm giác lạnh vậy luôn á. Thôi hôm nay ba sẽ cho mấy đứa trải nghiệm là lạnh ở đây nha. Rồi bây giờ mình đi buffet sáng nha. Để hôm nay mình coi cái buffet sáng ở đây như thế nào nha tụi con. Cái tên là cái món là củ quả hầm gà. Cái món là ru á. Còn này là cơm chiên. Cơm chiên nhưng mà ngoài đây người ta gọi là cơm rang. Khác với cơm mình. Này là mì xào. Này là bánh bao. Này bánh cuốn á. Còn này bánh mì sandwich, cái lò để mình hâm nóng rồi nè. Hai hũ này hũ gì ta? Này em nghĩ là chắc là mứt á. Mứt, mứt dầu như mứt gì á. Này là cà chua, dưa leo, rau. Này trứng. Bắp. Khoai lang. Này về Vinh. Dưa hấu, nước chuối. Còn bên kia bên đây là cà phê này, hiểu vậy mấy cái nước ép. Rồi ăn ăn gì lấy đi. Mình sẽ ăn mì xào các bạn. Còn con thì em mỗi thứ một miếng. À. Bây giờ bên đây thì mình thấy món nước là phở. Cho ăn tô phở. Rồi buổi sáng thì mình cũng ăn phở nha. Để mình ăn phở miền Bắc như thế nào nha. Thì mình nghe nói là cái hương vị nó hơi lạc nên mình thêm nước mắm nè. Để mình miếng thử coi. Này thì theo mình á thì mình thấy lạc nhưng mà tùy theo khẩu vị mỗi người. Con thì thấy ngon luôn. Rồi ha. Vừa vừa khẩu vị không? Vừa vừa. Con thấy quá ngon. Coi như là lần đầu tiên ăn sáng ở thành phố Hạ Long nha.
Cái miếng thịt bò ngoài đây mình thấy cũng lạ nữa các bạn, nó làm gì nó sớ sớ nó không giống như trong mình. Mình ăn thử coi. Nó cũng được. Có mềm không? Nó hơi dai dai. Bây giờ mình sẽ lấy sữa đậu nành uống. Thì đúng luôn hả? 5 minutes later. Thì nhiệt độ đang 11 độ nên xương động ướt bàn luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ đi mua cái nón để đội. Ủa sao cha chưa lạnh được vậy? Ba rất thích lạnh tại vì hồi xưa là ba ở bên nước Mỹ mà. Đúng rồi, ba lúc đó ba ở Mỹ, ba làm cái gì đó ở Mỹ thôi. Mỹ thôi, ba không ở Mỹ thôi từ nhỏ đến lớn. Đây hiện tại là 11 độ nè, 8 giờ 14 nha. Rất là lạnh luôn. Ở ngoài đây lạnh quá, giờ gia đình mình sẽ tìm mua nón để đội cho đỡ lạnh nha. Vinh tìm được nón nào cho Vinh? Nón cái gì vậy? Không giống đầu bếp vậy. Đâu đội đó coi. Thôi đội ơi. Đẹp quá vậy. Rồi mua găng tay đi, thì em mua găng tay. Cha cha, ở đây có hồ bơi không dạ? Có, hồ bơi trên lầu 6 mà lạnh lắm, tụi con tắm nổi không? Được nổi, trời ơi. Tắm được. Con người da mình thật là sạch mà. Nổi, thôi lên coi hồ bơi như thế nào, ba nghe nói thì ba cũng chưa biết nữa. Trời lạnh mới phê. Rồi, tới lầu 6 rồi. Coi hồ bơi như thế nào nha. Đây, hồ bơi nè Vinh, rồi xuống tắm đi Vinh ơi. Trời ơi, lạnh quá, con không tắm được đâu. Vậy sao nãy ai nói lạnh cỡ nào cũng tắm được? Trang với Vinh cho em có à nha. Ai biết nó lạnh cỡ gì đâu. Trời, mấy đứa dở quá à. Coi ba tắm nè, ba mới là lạnh cỡ nào ba cũng tắm hết nè. Thôi, giờ ba thử nước coi. Gì vậy anh? Trời ơi, nó lạnh đóng băng luôn. Vậy mà không, làm quay lắm hả? Đeo đồ vô mới được lạnh quá. Thôi đeo này vô đỡ lạnh liền. Công nhận ở trên đây lạnh dữ dằn luôn á. Ở trên đây á là cái sân thượng luôn tụi con ơi. Cao nhất luôn rồi đó. Ừ, mấy đứa thấy nhìn ra thấy gì không? Đảo biển. Ừ, đó ngoài kia là vịnh Hạ Long đó. Đẹp quá, đẹp luôn anh ơi. Ừ, biển. Người ta nói là nằm phơi nắng này, nằm phơi lạnh. Nằm phơi sương. Ừ, mà giờ bà trưa rồi, hết sương rồi. Thì chuyến đi của mình là 10:45 mình mới khởi hành ra tàu nha. Bây giờ mình tới giờ đi vịnh Hạ Long rồi tụi con ơi. Ra xe tới rồi đó. Rồi giờ mình lên xe để ra tàu nha. Hồi hộp quá, không biết ngoài vịnh Hạ Long như thế nào đây. Mình để tới đảo Cần Châu rồi, bây giờ mình vô làm thủ tục đi tàu nè. Yeah. Ừ. Thì nhiệt độ bây giờ là đang là 13 độ nha. Bây giờ mình bước ra cảng tham quan như thế nào nha tụi con. Trời ơi, ra xa thấy không, mấy cái vịnh đẹp quá kìa. Ừ, mới đứng đây là thời thấy vịnh rồi. Trời ơi, tàu gì mà ở đây nhìn bự bự không à. Ừ, tàu khổng lồ mà. Cái này giống như là du thuyền á. Ừ, nè. Ở phía xa xa mình có mấy dãy núi nè. Đó, mới vừa bước ra ở cửa Hạ Long thôi là mình thấy có vẻ hùng vĩ rồi ha. Rồi, giờ là mình có vé rồi mới qua cổng lên tàu được nha. Đây, vé mình nè. Bây giờ mình sẽ qua cổng để xót vé nha các bạn. Rồi, xót vé. Rồi. Nói chung là mùa này lạnh nhưng mà cũng đông khách đi tham quan lắm nha. Đây cái tàu của mình là số 48 này. Ôi cái này. Ừ. À chỗ này là mình ăn ở đây ha. Ôi đẹp. Wow. Bên đây giống như một sân cỏ luôn. Wow. Cái này giống như sân golf đó Vinh. Tao cái gì bên đây vậy? Wow, phía sau đây có một dàn ghế salon để mình nằm nè. Trời ơi, xịn sợ. Wow. Dạ, dạ, thấy cái hàng này ngụm quá, giờ mình chơi trúng tiền đi nha. Đúng rồi đó, anh là người tìm để ba mẹ con em trốn. À, chơi trúng tiền tới đây luôn hả? Rồi bây giờ có 5 phút để cho ba mẹ con trốn nha. Yeah. Ba sẽ quay hướng này. Ok. Rồi hôm nay mình sẽ chơi trúng tiền ở trên tàu ở Hạ Long luôn. Ở quên chơi. Hả? Phần thưởng là gì vậy? À, phần thưởng là được đi vịnh Hạ Long. Đi đi mà. Chơi với phần thưởng là một lát nữa mình ra biển kia mình tắm. Rồi. Một lát nữa là mình sẽ dẫn các bạn ra đảo ở ngoài múc mình chia ghè để tắm biển. Xem lại coi biển ngoài đó như thế nào. Mẹ mình trốn hay chỗ này nha mẹ. Okay. Thấy không ra cảm thấy không? Dạ không. Không xuống chút xíu nữa. Để mình review cái thuyền này nha cho các bạn coi nha. Đây là thuyền thi công. Đâu mẹ. Cái này không phải máy bay. Cái này là thuyền trưởng. Ờ đúng rồi. Thuyền trưởng nha. Đó. Đây. Chỗ ngủ nha các bạn. Úi chỗ nhỏ đó nè. Lớp chuột ha. Cái gì vậy bà nội? Wow. Ủa gì đây mày? Ôi Vinh nè. Đây là cái giường của thuyền trưởng nha. Ok. Tao
sẽ đi xuống dưới nha. Thì bên đây có một chiếc tàu này đang xuất bến để đi nè. Mình tới 12 giờ trưa mình mới đi. Đó, tàu sẽ đi thẳng ra những ngọn núi đó đó. Ở kia cũng có một chiếc tàu chuẩn bị khởi hành nữa kìa. Ok khắp bạn nha. Ok ok. Chỗ này được nè. Chỗ này rồi. Ủa mày đứng mày hả? Ủa mày sẽ chỗ này nha các bạn. Ôi giống chỗ này để coi chàng mình đâu nha mày. Có chàng kìa. Ôi chạy chạy chạy. Xuống thầy chạy nó xuống thầy nó thầy nha mẹ. Đó, nãy giờ cũng hơn 5 phút rồi, giờ mình sẽ đi tìm nha. Thôi là mấy người này đang trốn ở đâu? Ừ, mình phát hiện cho mình đi tìm rồi thôi. Giờ mình sẽ phương đông cách tây nha. Mời đẹp. Giờ nè, thì giới thiệu của mình á là nghe cha mình dẫn. Mình chạy vô đây, mình chạy muốn dẫn mình lên. Để sao mẹ thấy cái chỗ đó dễ tìm quá. Thấy cha mình lên, mình chạy xuống. Ok. Giờ mình sẽ núp ở đây đi. Cha mình đi tìm các bạn ơi. Là cái chỗ này là gọi là cái chỗ thiền trưởng lái nè. Đó, chỗ thiền trưởng lái đây nha. Còn cái này là cái giường của thiền trưởng ngủ. Thì không biết có thành niên ở trốn ở bên đây không nha. Hu. Không có ai hết, chỗ này trống rỗng. Thôi mẹ quay lên được cho kia lên đây. Ôi cha mình kìa, cha mình kìa. Đây mình sẽ đi xuống ở chỗ này nè. Ở đây trống lỏng hết rồi, chắc chắn mấy đứa sẽ chui dưới đây. Bây giờ mình sẽ đi vô đây mình tìm nha. Đẩy ngang nè, đẩy ngang nè. Rồi đóng cửa lại luôn. Ok. Wow. Ở đây rất là kín luôn, chắc có nhiều người trốn đây lắm nè. Đây có quầy bar. Ê. Mình thấy Trang không kìa. Ủa Trang trốn ngoài hả? Dạ. Trang trốn gì ngồi trong lỏng vậy? Đúng rồi, Trang nhìn ở trong mà vô tình mới quay lại. Đây đây đây, cái chỗ này. Chỗ này không có. Không được rồi bạn ơi, không được rồi. Không được rồi. Thế vậy là thua. Đúng đúng. Giờ mình sẽ trốn ra đi hoài luôn. Ngủ đây luôn. Vậy là mẹ với Vinh trốn ở đây rồi. Sao mấy cái ghế này nè. À, thấy cô rồi. Trời ơi. Thấy ở đây nhiều chỗ nhưng mà dễ tìm quá nên. Ừ, để coi con Vinh. Ở gì vậy con Vinh hả? Con là người cuối cùng. Ồ, con là người cuối cùng rồi ơi.
Ba thấy con đi lén lén ngay kia phải không? Đúng rồi, con lén lên đây nè. Nói chung là Vinh chơi chứng thực rất là hay. Rồi giờ phần thưởng cho Vinh là một chầu ăn trưa nha. Hay dữ vậy ta. Sao Vinh chốt hay dữ vậy? Em đi chạy mà. Trời ơi, cho chúng tìm mà chạy chi. Ủa chạy được mà. Không chạy được do là trên tàu này là không, trên tàu này nó nhỏ đâu có rộng như dưới đất đâu. Mình vừa ngồi trên tàu vừa ăn trưa vừa ngắm cảnh luôn nha. Đây, đó, chiếc tàu này là rất là sang xịn mịn luôn. Cái này chắc khoảng 100 triệu trên đêm quá. Đây, những dãy núi nè. Bây giờ mình đang tiến gần lại những dãy núi này nè. Vinh ơi, Vinh có tốt với chị không? Tốt với chị. Tốt thì Vinh muốn cơm giùm chị nha. Rồi, cảm ơn nha. Ủa mẹ, mình đi chuyến đi này là bao nhiêu tiền vậy mẹ? Đặt đoạn gói là 900 ngàn một người đó con. Thì 900 nghìn một người thì mình được ăn trưa nè, miễn phí. Rồi lát nữa mình sẽ đi ra chơi những trò chơi ngoài kia, tham quan. Thì các bạn theo dõi coi một lát nữa mình ra Vịnh Hạ Long, người ta đưa mình tới những địa điểm nào trong tour 900 nghìn một người này nha. Còn bây giờ mình sẽ ăn rồi lấy xích quay cho các bạn xem. Rồi bữa cơm trưa trong tour có 900 nghìn một người, mình thì bữa trưa mình ăn rất nhiều đồ ăn luôn nè. Rồi có là này là cá lóc trộn, cá chẽm, sốt cà, cà rế, rừng chiên, chả mực, mực xào. Bạn nghe nói còn mấy món thôi đó anh. À đúng rồi, 12 món lận. Để bây giờ mình ăn thử chả mực nha. Nó thơm, nó như là chả cá vậy. Cắm như sốt nó ngon. Còn cá mọng á, mở vô nó sốt nó thấm ngon á. Công nhận lần đầu tiên á mình đi ra ra Vịnh Hạ Long này vừa ngắm cảnh đẹp mà vừa ra ăn cơm trên tàu cũng ngon quá ngon các bạn ơi. Đây món mới của mình nữa là món tôm hấp nè, món này ớt gà xào nè, cái này là canh hào. Nói chung là buổi trưa này gặp 12 món rất là nhiều nha, còn một món nữa. Ơ Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh dành quá kìa Vinh. Hả? Nhìn hùng vĩ quá luôn kìa. Đây, mình ăn trưa xong rồi. Hiện tại mình đang trên tàu ở giữa lòng Hạ Long. Yeah. Rồi, ra giữa Hạ Long rồi. Mấy đứa có làm điệu nhảy gì để cho ghi lại kỷ niệm này không? Dạ có. Không. Chào Hạ Long. Hạ Long làm trong mặt quá. Không dẫn luôn. Rồi, Vinh nằm luôn rồi. Đằng sau những điệu nhảy, đây là cảnh tượng. Bắt đầu nha các bạn. Ê, nhảy xong rồi giờ lạnh quá nằm co ro luôn. Vinh, dậy đi xuống nè. Wow, đi xuống bậc thang hơi rén nha. Bây giờ là mình chèo thuyền kayak nha. Tính chèo thuyền kayak mà Trang Vinh sợ quá nên mình quyết định là cho người ta chèo, mình ngồi trên thôi nha. Rồi trước khi lên thuyền là mình phải mặc áo phao nha. Okay. Vinh dám không mặc không? Vinh bơi giỏi mà Vinh. Không, cái này là tao quy định luôn anh ơi, dám không dám thì tao mặc hết á. Lên rồi nè. Cảm giác còn thền không? Bánh. Vô cái hang động đó, chui qua cái núi đó coi nó có như thế nào. Trời ơi, nhìn cái hang cao hùng vĩ quá à. Ôi, cái hang động nè. Đứng ngoài thấy nhỏ xíu, vô đây bự quá à. Wow. Cái hang này nói chung cũng ngắn không có dài. Wow, qua đây cái cảm giác nó hơi đẹp chứ. Ôi, núi nó cao kìa. Núi này đẹp quá. Lạnh quá. Thấy vừa ngắm cảnh đẹp vừa vô trong nước lạnh lên. Trên tàu mình đẹp quá rồi con. Wow, quá đẹp rồi. Núi này cao quá. Nước biển này đông mà nó đẹp quá. Xa xa thì có một chiếc thuyền đang chèo nè. Phía xa xa là
người ta chèo thuyền đi dắt rồi, tụi con thấy không? Thời gian đó. Nhưng mà thời tiết này chèo thuyền đó dễ bị ướt đồ, nó lạnh lắm đó con. Nên mình đi thuyền này đi. Em bị gì vậy? Bập bệnh hả? Sợ nó nghiêng qua bên rồi nó lụm xuống đây. Đâu, đâu sao đâu. Cao phao mà lo gì. Cảm giác Vinh như thế nào? Rất là phê. Rất là phê, sao mặt gì không vui vậy? Lạnh. Lạnh, lạnh không vui hả? Vinh dám chèo thuyền cái giác không Vinh? Trang dám không Trang? Dạ không, Trang càng không dám. Ở kia quá trời người chèo cái giác luôn kìa. Đó, đa số người nước ngoài thích chèo cái giác hơn. Khỉ kia Vinh nó ngồi kìa, thấy không? Đó, khỉ kìa. Như chỗ này là người ta cho khỉ ăn nè. Rồi nó phóng qua rồi. Nó chạy lên rồi. Bây giờ gần 2 giờ thì rất nhiều du khách tới luôn. Mà nãy vắng giờ nhiều quá, nhiều luôn rồi. Qua xong bây giờ mình quay về nha các bạn. Muốn tưởng đi tiếp chứ. Không, mà chui lại hang động cũ nè. Wow. Bây giờ mình về mình đi qua tiếp địa điểm tiếp theo. Rồi, có hai bạn chuyện thì cái dắt này chung vô đây thôi. Rồi, mình quay lại bến tàu. Rồi, mình tham quan xong trong hang động đó, giờ mình sẽ lên để mình đi qua tour khác nha. Hello các bạn, thấy lên tàu. Đúng rồi, tại vì hồi nãy mình mới đi một điểm mà bây giờ mình lên tàu mình đi tới điểm thứ hai. Đi luôn hết đúng rồi. Đây địa điểm tiếp theo là mấy đứa biết không? Bây giờ mình sẽ đi lên một cái hang là hang động. Hang động. Đi tắm biển luôn. Ôi trời ơi, giờ này cái này em đi tắm biển được không? Rồi, mình đã đi lên tàu các bạn ơi. Rồi, tàu mình cập bến rồi, bây giờ mình tham quan ở đâu nữa ta? Bây giờ mình sẽ vô hang sửng sốt. Đâu? Hang sửng sốt như thế nào? Mình vô mình biết được nha. Coi nó có sửng sốt như là loại người ta coi có gì sửng sốt không nha. À đây là hang sửng sốt nè. Rồi mình lên coi có gì sửng sốt nha. Where are you from? Switzerland, but they are French. French people. It's so cold, huh? Yes, cold. Too cold. I go to Saigon. It's better. Wow, mình lên hang sửng sốt này đầu tiên là mình thấy hơi cao, có vẻ sửng sốt rồi đó. Mấy đứa giờ thấy gì sửng sốt chưa? Thấy cái cầu thang này đi mệt, sửng sốt thiệt á. Nãy giờ mình leo cái bổ trời mà mới được con khúc à. Sửng sốt thiệt rồi. Giờ mình sẽ đi lên tiếp bên kia. Phải đầu của mình đâu đi lên đây cho bạn. Lên đây mình nghỉ mệt nè, xong mình lên tiếp. Nãy gặp được anh người Mỹ rất là vui luôn. Lên đây, cầm tay. Wow, sửng sốt chưa? Sửng sốt quá. Quay xuống rồi chưa? Ô, ra đây là mình check in ở đây nè. Ô, gói hả? Thôi chút mình lên đi rồi chụp. Hồi nãy giờ mình lên, giờ mình xuống nè. Yeah. À, xuống anh nghĩ khỏe hơn á. Đó, trước khi xuống là mình nhìn thấy không gian có vẻ quyền bí quá nha. Ôi, vẻ sửng sốt thiệt rồi đó. Ôi, hang đá gì nè. Ôi, ôi, ôi. Ôi xuống đây, hồi mấy ngày mình rời vô đây cảm thấy nó láng lắm bạn. Mấy cái đá này nó láng chứ nó cạnh nó không sắc bén nha. Giống như có nước chảy nó mòn á. Nè nè, nó láng quá à. Mấy đứa rời vô cái đá này thấy nó láng hay là nó bén? Láng. Ừ, do nước chảy nó mòn á. Wow. Bây giờ khách nước ngoài tập trung đây rất là đông luôn rồi. Giờ mình sẽ lên trên kia coi có gì nữa nha. Lên bậc thang. Wow. Cái hang trên đó nhỏ quá mới lên được không ta? Đây nè, những cái nhũ đá nè. Nhũ đá nó chảy giống như cái giọt nước. Wow, vô hang này cảm giác tối tối hơi sợ sợ ta. Bên ta nói hang động sửng sốt cũng đúng. Tao đâu?
mình vô cái hẻm này rất là nhỏ, nhưng mà thoát ra cái hẻm này là một cái chỗ rất là rộng luôn. Wow. Ê, cái chỗ này gọi là nhũ đá nè. Nhũ đá nước nhiễu mòn á, nó tạo nên một kiệt tác rất là đẹp luôn. Hồi nãy bước lên cầu thang, cái vậy là chưa sửng sốt, anh vô đây mới sửng sốt mà. Ừ, trời, cái này gọi là đẹp quá, mình sửng sốt. Wow. Trời, như một thiên đàng. Đẹp quá, mình sửng sốt luôn rồi. Xong cái địa điểm này thì mình sẽ lên tiếp một cái hang nữa. Yeah. Không biết là hang này là hang gì nữa đây. Rồi giờ tới một cái khe gì nữa đây. Khe này cũng hơi nhỏ nha. Lại tiếp tục sửng sốt nữa hả? Wow. Rồi chỗ này là lớn nhất ở đây luôn rồi đó. Coi như là mình đến Vịnh Hạ Long là mình không thể bỏ qua chỗ hang sửng sốt này nha. Coi là nó quá đẹp rồi. Wow. Phía trên thì lợn lăn tăn như mặt nước. Wow. Cái này do thiên nhiên tạo ra mà còn đẹp còn hơn là người tạo nữa. Bởi cái gì liên quan tới thiên nhiên gọi là kiệt tác. Bởi Hạ Long xứng danh là một trong 7 kỳ quan thế giới nha. Ở đây gọi là cây cầu nè. Okay. Giờ mình đi qua cái cầu này là mình đi đâu nữa ta? À, đi vọng dưới quá. Ở dưới đây là có cái gì đẹp quá. Ở dưới là cái hang. Đây nè, chỗ này nó lẫm chậm giống như mặt nước á ha. Có cái gì mà giống trái bí ngô quá vậy? Ờ, nhiều khi là quá thạch con khủng long quá Vinh. À, cái đó cái đèn. Ừ, người ta làm cái chụp lại cái đèn á. Wow. Bên đâu? Ồ, nhìn một hang sâu quá trời sâu luôn nè. Bà nhìn kỹ là coi. À đúng rồi. Đúng rồi, giống con rùa nè. Cái này là cái đầu nè, hồi này cái mình. Coi như này là tảng đá tự nhiên là hình giống con rùa nha các bạn, chứ không phải là tạc đâu. Rồi tiếp tục đi qua một cái hang động mới nữa. Nói chung một cái hang động này rất là dài luôn nha. Nãy giờ mình đi rất là xa luôn rồi. Một ngọn núi khổng lồ. Trong cái ngọn núi này giống như một cái lỗ trống rỗng nha. Mà trong cái lỗ này có nhiều cái nhũ đá hoa rất là đẹp luôn. Ủa ra sao trong đây còn thấy có gì đó? Cái gì mà nó chảy xuống đó, nó như rễ cây vậy cha? À, cái đó gọi là nhũ đá đó con. Đúng, đúng. Nhũ đá là được tạo ra là từ nước á. Nước nó nhiễu giống như nó nhiễu hàng ngàn năm rồi, nó lâu đời quá đó. Tạo ra được cái nhũ đá đó. Cái đó là tự nhiên luôn á, chứ không phải là tạo ra đâu. Đây, giờ mình đi vòng qua lại cái cầu nãy kìa. Hai cầu này song song. Nhưng mà phải đi một vòng nó mới tới. Bây giờ mình sẽ quay lại tảng đá rùa nãy. Đây mình tới được cụ rùa đá rồi nè. Hồi nãy mình đứng bên kia đó, nãy mình đứng bên đó, giờ mình qua đây. Bây giờ mình sẽ vuốt đầu của cụ rùa nha. Rồi tan rờ đi tan. Có cầu nguyện gì cầu nguyện nha. Mình cũng rờ luôn. Rồi đi được. Rồi tạm biệt cụ rùa nha, hẹn gặp lại. Ok. Hồi nãy là mình đi cầu thang bên đó, mình đi vòng qua. Giờ mình quành gì đây? Là chắc đường này lối ra nè. Hang động này rất là rộng luôn. Có không? Nãy Vinh nhức đầu rồi, cô rồi cái hết cái đầu luôn hả? Không lẽ Linh như vậy? À vậy nhờ cô rùa rồi. Rồi một cái hang động rất là sâu luôn kìa Vinh. Đó. Cái hang đó tối ôm luôn dưới kìa. Nó sâu quá, nó tối luôn. Mình chuẩn bị hang động rồi bạn ơi. Yeah. Đi một vòng cuối cùng được miệng hang rồi. Ồ, cái hang này tính ra nó rộng ha. Mình chỉ trên đó là cao nhất, giờ mình lên rồi nè. Here we go. Rồi bây giờ là mình lên là tới đỉnh hang rồi. Bây giờ mình sắp lên tới chỗ cao nhất trên hang sửng sốt này nha. Mình ra khỏi hang động rồi. Yeah. Đây. Thấy được ánh sáng rồi nè. Còn vài bậc nữa lên tới rồi. Đó thôi.
Đó, cái hang mình nãy giờ khám phá trong đó nha. Cái hang trong đó tưởng nó bé nha, rộng dữ dằn lắm. Wow, mình đã thoát được cái hang rồi. Lên lên. Mệt quá. Lên lên đây. Đây trên đây có bán đồ lưu niệm. Hả? Ở đây gì vậy? Ở đây trời, Vinh làm chụp mình Vinh. Rồi mấy đứa nhìn ra phía sau mấy đứa đi. Wow. Đó. Chỗ này là đẹp nhất ở Hạ Long luôn nè. Trời ơi đẹp quá à. Thấy toàn cảnh hơn Hạ Long nữa tụi con. Wow, một cảnh tượng hùng vĩ đang hiện ra trước mắt mình rồi. Ở đây là toàn cảnh nhìn xuống hang nè. Trải nghiệm 30 phút đi qua cái hang. Sửng sốt. Chỗ này cái góc này rất là hẹp nha. Đi qua mình phải né. Trời ơi, nhiệt độ đây 14 độ mà ông đổ mồ hôi vậy tin không? Không tin, sao vậy? Nãy giờ đi đi đó. À, vậy là nãy giờ leo bậc thang rồi đổ mồ hôi hả? Vậy là dù khí trời có lạnh đến đâu, đến Hạ Long cũng sẽ đổ mồ hôi nha. Cái này trái gì chị? À, rồi, rồi, để mình ăn thử trái me rừng coi như thế nào nha. Ui, lần đầu tiên biết trái me rừng luôn á. Rồi bây giờ sẽ lên tàu nha, từ tàu mình coi. Đây là cái bịch trái cây của ba mẹ con mình đi Hạ Long để mua ăn nhân vật nữa. Yeah. Vừa ra hang núi thấy ánh sáng mừng quá, mua trái cây ăn ăn mừng hả? Núi. Wow. Rất là cao luôn. Ê, ba đố nãy giờ là, hồi nãy mình đứng trên cái miệng hang nào mấy đứa biết không? Đó. Đâu? Đó. À. Đây nè. Đúng rồi, nãy là mình vô tảng đá bự này nè. Trong cái tảng đá bự này hang động khổng lồ luôn á. Ở đây mình nhìn toàn cảnh đẹp phải không luôn á. Ừ. Ở đây có hang động như vậy. Ờ, cái hang này thôi mình không dám vô các bạn ơi. Nếu mình vô đây nước biển ngập lên ra không kịp là chết ngợp luôn. Đây là hòn đảo Titop được khắc hình ông nè. Đây là năm sinh của ông gì nè. Đây. Sinh năm 1935 và mất năm 2000. Thì thấy trên ngực của ông là có huy chương gì nè. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm check-in nha. Rồi, có ai tắm mở trận luôn kìa. Anh tắm không? Tắm chứ. Lạnh vậy tắm được luôn hả? Ừ. Nè, em nói anh nè, ở trong mình á thì nắng ra đây nó rất là lạnh, anh tắm vào được thôi nha. Bây giờ mình vượt 1.700 cây số ra đây không lẽ không tắm? Đúng, đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống mình tắm nha. Nhiệt độ hiện tại nè 15 độ phải không? Đúng rồi. Rồi mấy đứa sẽ coi ra tắm nè. Bây giờ mình sẽ xuống review biển ở Hạ Long. Đang nhiệt độ là 15 độ nha. Nói chung vừa xuống biển là mình thấy cát ở đây nói chung là cũng bịnh và trắng nè. Mà nước của mình thì nó không được trong lắm, nó giống như là Vũng Tàu. Nhưng mà mình bước xuống là nước biển này cũng hơi lạnh lạnh nha. Hồi nãy mình nói Trang Chinh là mình sẽ tắm mà giờ lạnh quá các bạn ơi. Nó chống tay rồi, dập luôn rồi. Mình coi nước biển đây như thế nào nha. Mặn chát luôn. Rồi, nói chung nước biển này rất là mặn nha. Ra ở giữa kia thì nó sâu hơn, nó trong, mà trong đây mình thấy nó nước hơi đục. Five minutes later. Qua wow, đây nãy giờ lạnh quá các bạn ơi, thôi giờ mình lên. Quá lạnh quá. Tắm không hết và tàn đỡ đi tắm rồi. Quá mất mặt quá các bạn ơi. Mình tham quan bãi biển Titop ở Hạ Long này cũng là tour cuối cùng của mình. Bây giờ mình sẽ về đất liền. Thì cả ngày nay tham quan rồi, mỗi người có cảm giác gì nói lên đi. Em thấy phong cảnh ở Hạ Long này rất là đẹp và hùng vĩ luôn á. Giống là vô cái hang mà động sốt á. Con thích nhất là hang động đó luôn á. Tại vì có mấy cái gì mà cái dài dài xuống. Cái nhũ đá. Đúng rồi. Ở chỗ mình đâu có nhũ đá đâu mà trong đây quá chừng luôn á. Có hết mấy cái người mà chị Huyền á. Mình chị Huyền á, mình đi không quen những cái đó đã lắm. À cái đó là Vinh đi qua hang luồn đó. Ừ đúng rồi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi về và tạm biệt Hạ Long. Hẹn ngày gặp lại Hạ Long nha. Tạm biệt Hạ Long. Hello, hello, do you remember me? I'm the one who broke your heart. I guess I couldn't see just what you meant to me. Get off the phone and sober up because it's you and me now. You and me now. Bây giờ mình lên tàu là 4 giờ rưỡi. Thì ở tàu người ta sẽ cho mình ăn một bánh ngọt, lại trái cây, lại cũng trà cơm nha các bạn. Wow.
để cha coi coi. Cái hòn này là nằm trong tờ tiền 200 ngàn đó, thấy không? Đây, đó, thấy giống không? Giống, y chang luôn á. Nhìn nó bên đây nó giống nè. Ừ, tờ tiền 200 ngàn nè, con so sánh đi. Đó, đây là hòn Đinh Hương nha. Giống tờ tiền 200 ngàn không? Ok, mình tới cảng cũng là 5:40. Bây giờ mình sẽ lên, có người đưa rước mình về khách sạn lại nha. Bây giờ 6 giờ tối rồi, bắt đầu lạnh hơn rồi các bạn ơi. Nhiệt độ bây giờ đang là 14 độ nha. Giờ mình vô xe để mình về khách sạn. Ngày thứ 3. Gia đình mình ăn sáng rồi bắt đầu ra sân bay vô Tiền Giang nha các bạn. Ok. Mấy đứa biết mình đang hiện tại đang đâu không? Hai đứa nói chung đứa nào cũng nói đúng rồi. Rồi hiện tại mình đang ở sân bay Cát Bi, Hải Phòng để chuẩn bị về Tiền Giang nha. Yeah. Nhưng mà lạnh quá vậy anh. Nhiệt độ ở Hải Phòng là 15 độ. Ừ. 15 độ cũng khá là lạnh đó, ừ. Mình tới ba mấy. Rồi thôi đi vô làm thủ tục với tờ. 1 hour later.